Tại Hà Nội, nhóm đối tác năng lượng Việt Nam VEPG vừa tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ hai. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Bruno Angeles và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione đồng chủ trì hội nghị. Điểm nhấn của hội nghị là phần trình bày về khuyến khích chính sách của các nhóm công tác kỹ thuật của VEPG với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam, đó là năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, tái cấu trúc ngành năng lượng, tiếp cận năng lượng, dữ liệu và thống kê năng lượng. Mỗi nhóm công tác kỹ thuật đã trình bày và thảo luận về một số các khuyến nghị chính sách cụ thể được tập hợp từ các nghiên cứu và đối thoại giữa các thành viên của nhóm trong suốt một năm vừa qua. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, các khuyến nghị chính sách này rất phù hợp và hữu ích cho việc thảo luận xây dựng chính sách ngành năng lượng của Việt Nam hiện nay. Việt Nam chính thức thông qua các khuyến nghị chính sách và cam kết thực hiện những khuyến nghị này, đồng thời bảo đảm lồng ghép những nội dung này trong quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch phát triển ngành năng lượng trong thời gian sắp tới.